phật dạy này thiện hiện theo ý ông thì sao nếu đại bồ tát năng tu hành như thế là tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa chăng thiện hiện đáp nếu đại bồ tát năng tu hành như thế là tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa phật dạy này thiện hiện theo ý ông thì sao nếu đại bồ tát năng tu hành như thế là tu hành chỗ nào thiện hiện đáp, nếu Đại Bồ Tát đang tu hành thì hoàn toàn không có chỗ tu hành. Vì sao? Bạch Thế Tôn vì nếu Đại Bồ Tát tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa thì không có tâm hiện hành, không có chỗ hiện hành. Vì sao? Bạch Thế Tôn vì trong việc an trụ chân như hoàn toàn không hiện hành và không có chỗ hiện hành. Phật dạy này thiện hiện theo ý ông thì sao? Nếu Đại Bồ Tát khi tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa là tu hành ở chỗ nào? Thiện hiện đáp nếu Đại Bồ Tát khi tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa thì tu hành ở thắng nghĩa đế nơi đây hiện hành và chỗ hiện hành đều không có sở hữu, không có năng thủ, sở thủ, chẳng thể nắm bắt được phật dạy này thiện hiện theo ý ông thì sao nếu đại bồ tát khi tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa thì trong việc tu hành thắng nghĩa đế tuy chẳng chấp thủ tướng mà tu hành tướng chăng thiện hiện đáp bạch thế tôn không bạch thiện thệ không phật dạy này thiện hiện theo ý ông thì sao đại bồ tát ấy khi tu hành sâu xa bát nhã ba la mật đa thì trong việc tu hành thắng nghĩa đế là hoại tướng chăng thiện hiện đáp bạch thế tôn không bạch thiện thệ không phật dạy này thiện hiện theo ý ông thì sao đại bồ tát ấy khi tu hành bát nhã ba la mật đa thì trong việc tu hành thắng nghĩa đế họa ý tưởng về tướng trăng thiện hiện đáp bạch thế tôn không bạch thiện thệ không phật dạy này thiện hiện đại bồ tát ấy khi tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa chẳng hoại tướng cũng chẳng họa ý tưởng về tướng trăng. Thiện hiện đáp, Đại Bồ Tát ấy khi tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa, chẳng nghĩ thế này. Ta sẽ hoại tướng và họa ý tưởng về tướng, cũng chẳng nghĩ thế này. Ta sẽ hoại vô tướng và họa ý tưởng vô tướng, vì đối với tất cả Pháp không có phân biệt vậy. Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát ấy tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa, tuy có thể xa lìa các sự phân biệt như thế, nhưng vì đối với vô lượng thù thắng công đức của mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, vân vân, chưa viên mãn, nên chưa chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột.